phần số 3, Let's Talk, luyện nói. Trong phần này chúng ta sẽ có các cái hình ảnh liên quan đến các cái tính cách của mỗi nhân vật ở trong bức tranh này. Và các bạn lưu ý nè, mình sẽ có hai câu để hỏi và trả lời. Câu thứ nhất là What's he doing? Hoặc là What's she doing? Anh ấy hoặc là cô ấy đang làm gì vậy? Và từ cái hành động đó thì mình sẽ suy ra được là tính cách What's he like? Hoặc là What's she like? Ha? Tính cách anh ấy hoặc là cô ấy như thế nào? Miss, ví dụ nè, ở hình đầu tiên bạn nam này đang giúp cô giáo mở cửa đúng không? Vậy chúng ta sẽ hỏi là What's he doing? What's he doing? He's opening the door for his teacher. He's opening the door for his teacher. Ha? Và qua câu thứ hai mình sẽ hỏi là What's he like? What's he like? Vậy thì cái người mà giúp đỡ người khác thì sẽ trả lời He's helpful. He's helpful. Ok. Vậy tương tự những bạn còn lại nè, mình sẽ thấy hai bạn nam này rất là hòa đồng, hoạt bát nói chuyện với nhau. Thì chúng ta sẽ có là he's talking with his classmate. He's talking with his classmate. Bạn nữ này đang làm bài rất là chăm chỉ đúng không? She study hard. She study hard. Bạn nam này là tập thể dục, hoạt động đúng không? Sẽ là he's doing exercise. He's doing exercise. Ok, và những cái từ mà mới show lên cho các bạn, mới trình chiếu lên cho các bạn nè, thì đó là những cái hoạt động để trả lời cho câu hỏi đầu tiên là What's he like? What's he doing? Hoặc là what's she doing? Và từ những cái hành động này các bạn sẽ suy ra tính cách, áp dụng những cái từ vựng mình đã học trong cái lesson 2 vừa rồi nha.